Mình đang công tác trong đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Mình biết được sinh ra trong một gia đình thuần nông, có 5 chị em. Hoàn cảnh gia đình rất nhiều khó khăn. Mỗi lần khó khăn, những lúc buồn tủi đó thì người bạn muốn chia sẻ với mình chính là con đường âm nhạc. Đến với chương trình Học Việt lần này, biết mong muốn mình được tỏa sáng, biết có thể phát triển, có một tia sáng trong sự nghiệp của biết. Thông qua đó thì biết có thể trang trải được những cái gánh nặng của bố mẹ về kinh tế. Tôi rất là bất ngờ là ngày hôm nay là hai bạn đi với nhau đó. Bạn này có kinh nghiệm gì truyền cho anh bạn của mình để có thể tự tin hơn không? Nhưng cái thời gian cho bạn viết không có nhiều, khoảng 2 phút thôi. 2 phút nhỏ nhoi đó, chỉ nên hy vọng là bằng cả tâm lòng, tâm huyết nghệ thuật anh viết sẽ trình bày hết khả năng của mình có để chinh phục 4 ban giám khảo. Còn bây giờ là lúc bạn phải tập trung hết sức cho bạn may mắn. Chuẩn bị đến công đoạn thì tôi viết rồi, viết cảm giác rất là hồi hộp. Tôi sẽ cố gắng bình tĩnh, quyết tâm để hoàn thành tốt cái phần tác phẩm của mình. Hy vọng là có một vị huấn luyện viên nào đó quay ghế lại với tôi. Một đôi quang gánh trên vai lưng còn thôi xuôi ngược, đội mưa ôm nắng thân coi nơi hè phố. Một đôi quang gánh trên vai không còn rào rào sạch, giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ. Gánh rau đôi đồng xanh và tươi, tính sao công người ngày chăm lo. Có khi mưa đời dù vườn bao la, nhà mây lao lên tầm cao. Sáng nay không còn gồng gánh nữa, ôi niềm vui đã đến rồi. Nắng mưa rơi nhẹ còn đâu nữa, đôi bạn sống sau bao năm bên nhau như người thân. Một đôi quang cánh trên vai lưng tầm hơi xuôi ngược, đôi mưa nắng thân coi nơi hè phố. Một đôi quang cánh trên vai không còn sao rau sạch, giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ. Rõ từng lời. Thứ hai là em hát không tranh phô. Thứ ba là tiết tấu của em rất là tốt. Và khi mà chị quay lại, chị nghe thấy cái chất đàn ông trong giọng hát của em mà không phải nam ca sĩ nào cũng có. Ôi giời ơi, chắc là không phải nói nhiều nhỉ. Mình quen nhau quá rồi. Mặc dù anh bấm sau nhưng mà có giá trị nhiều hơn. Thế nào mà lại quen nhau trước là như nào? Gửi gắm. Không, cái đấy mọi người khán giả sẽ biết tại sao chúng tôi lại biết nhau. Nhưng mà thực sự thì anh không có nhận ra khi mà nghe giọng hát của em. Khi anh quay lại thì anh mới nhận ra là đã biết em. Tôi biết rất là rõ viết có gì hay và có gì chưa hay. Và tôi nghĩ phần thắng lần này sẽ thuộc về tôi. Ôi giời. Đấy, nói chậm rãi ít thôi nhưng mà chất lượng. Cả hai anh em có phần giống nhau bởi vì có một cái độ tự tin khá là nhất định ạ. Chính cái tự tin của anh Trung thì để xem lại đã, nhưng mà riêng cái tự tin của em thì rất là thuyết phục. Khi lên sân khấu phải tự tin thì mới có thể làm hay nhất ở trong cái khả năng của mình có thể được. Mặc dù lên tông thì em lại hơi không được chắc chắn một tí, có đúng không nhỉ? Hay mặc dù chị không nghe thấy cái phần lên tông của em có vấn đề gì to lớn lắm, thế tay chị hơi có vấn đề thì người ta có thể biến được cái yếu điểm của mình thành cái ưu điểm. Nói chung là chị rất là thích em.
Nói mà chung chị là đàn ông thì cũng không nói nhiều với nhau, nhất là những nên người là nam em, tính thì không cần em nói suy nhiều. Nghĩ đi. Vâng, quyết định cuối cùng của em là